Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài Office 2024 nha. Trong video lần trước, mình đã hướng dẫn các bạn cài Office 365. Thì video đó mình không biết lý do vì sao là bị xóa. Chính vì vậy, hôm nay mình sẽ ra một video mới cài Office 2024 cho các bạn nhé. Get go! Đầu tiên, trước khi cài, các bạn tắt tất cả những phần mềm quét virus và bất tường lửa. Tiếp theo, các bạn cần có file cài đặt. Thì mình sẽ để file cài đặt ở dưới phần comment ghi ở đầu trang cho các bạn. Bây giờ mình sẽ giải nén file cài đặt. Sau khi giải nén thành công, mình sẽ có một thư mục file cài đặt. Bây giờ mình sẽ mở file cài đặt lên. Tại đây, bây giờ mình sẽ mở file cài đặt lên nha các bạn. Mình sẽ cho chạy dưới quyền admin. Sau khi file xuất hiện giao diện, các bạn click chọn triển khai. Tại đây các bạn chọn 32 bit hoặc 64 bit. Các bạn muốn kiểm tra máy tính mình 62 hay 34 thì các bạn nhấn tổ hợp phím Windows cộng R. Sau đó các bạn nhập dòng lệnh DXDIR. Sau khi xuất hiện bản thông báo thì chúng ta sẽ thấy được máy tính của mình là 64 bit. Ở đây máy tính mình 64 bit và mình sẽ chọn cài phiên bản 64 bit. Tiếp theo, tại mục sản phẩm, các bạn click chọn Production. Tại đây, các bạn có thể cài tất cả những dạng Word, Excel, PowerPoint tùy từng phiên bản. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài Office 2024 nha các bạn. Thì ở đây, tool nó mới cập nhật, cho nên nó rất nhiều phiên bản. Mình sẽ tìm phiên bản Office 2024, mình sẽ cài và hướng dẫn cho các bạn. Sau khi mình xem tất cả những phiên bản thì mình sẽ chọn Office Home 2024, mình sẽ cài cho các bạn. Tiếp theo, các bạn bật những ứng dụng nào các bạn cần cài. Thì ở đây mình cài Excel, PowerPoint và Word. Tiếp theo, tại danh mục sản phẩm, các bạn cài thêm cái phần Project Office 2024 nha các bạn, để mình xài được full chức năng. Sau khi các bạn chọn danh mục sản phẩm đầy đủ, các bạn click chọn bắt đầu triển khai. Sau khi xuất hiện bản thông báo, các bạn kiểm tra lại các thành phần và sau đó chọn Yes để chúng ta tiến hành cài Office Home 2024. Mình xin phép nói luôn, quá trình cài Office các bạn phải phụ thuộc vào đường truyền mạng. Nếu cái máy tính hoặc là đường truyền mạng của các bạn mạnh thì các bạn cài rất là nhanh.
Như vậy là trên màn hình máy tính đã xuất hiện bản thông báo cài thành công Office Home 2024. Bước tiếp theo, khi các bạn cài xong, những ứng dụng Office sẽ không hiện ra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy. Sau khi chúng ta đã cài những ứng dụng Office thành công, bây giờ các bạn mở lại file và sau đó copy dòng lệnh mình để sẵn và chúng ta tiến hành đặt tên. Đối với Windows 10 và Windows 11, các bạn lấy chuột phải mở Terminal. Còn những Windows khác các bạn có thể sử dụng Home PowerShell. Tại đây các bạn dán dòng lệnh và sau đó Enter. Sau khi xuất hiện bản thông báo, các bạn đọc kỹ tất cả những chức năng. Trong video này, mình sẽ chọn chức năng Active Windows và Office. Thì mình sẽ nhấn phím số 4 và Enter. Tiếp theo, mình sẽ chọn Active Office. Lúc này, mình sẽ chọn phím số 2 và Enter. Quá trình kích hoạt sẽ diễn ra rất nhanh thôi các bạn. Sau khi kích hoạt thành công, các bạn nhấn phím Enter để quay lại bản thông báo trước. Tại đây các bạn chọn cho mình phím số 4 để cài tự động gia hạn. Như vậy là mình đã gia hạn tự động thành công. Bây giờ lúc này các bạn có thể tắt tất cả những bản thông báo. Bây giờ mình sẽ mở Word lên và tận hưởng kết quả nha các bạn. Lý do nó hiện ứng dụng 365 là tại vì lúc trước mình đã cài Office 365 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở ứng dụng Project Fix. Khi các bạn mở lên nó hiện thông báo như trên màn hình thì các bạn đừng lo lắng. Nó yêu cầu chúng ta thay đổi ngôn ngữ về đúng mặc định. Các bạn lấy chọn OK và chúng ta sẽ sử dụng bình thường. Sau khi các bạn xem video của mình, các bạn cài thành công thì các bạn cho mình một comment và một like chia sẻ ủng hộ video của mình. Đồng thời mình mong muốn video sẽ lan tỏa tới những bạn học sinh sinh viên và một số anh chị văn phòng. Như vậy là video cũng dài. Mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chân thành cảm ơn.